chúng tôi xin được điểm lại một số chuyên án bắt giữ các đối tượng mua bán sử dụng chất ma túy được công an các địa phương triệt phá trong đầu năm 2023 dương lịch và thời điểm cận Tết nguyên đán để như là lời cảnh báo nhắc nhở đến mọi người tránh xa loại chất cấm nguy hiểm này. Mở đầu bản tin là thông tin về đường dây tiếp khách không lành mạnh và đường dây mua bán ma túy núp bóng tại khách sạn Fortuner TP. Khách sạn Forten, thành phố Hồ Chí Minh. Khách sạn Fortuner thành phố Hồ Chí Minh là tụ điểm của nhiều dân chơi sài thành sành chơi bởi nơi đây có đường dây tiếp khách không lành mạnh và đường dây mua bán ma túy núp bóng qua thời gian dài theo dõi nắm bắt tình hình cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh đã tiến hành kiểm tra lật mặt nạ hoạt động trái phép tại đây Ngày 8 tháng 1 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Nam vừa triệt phá đường dây tổ chức hoạt động tiếp khách chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại tổ hợp massage, karaoke, khách sạn Fortune 700 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Qua công tác nắm bắt tình hình, công an phát hiện đường dây chuyên tổ chức hoạt động môi giới tiếp khách chưa chấp sử dụng trái phép chất ma túy ở tổ hợp massage karaoke khách sạn ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động một thời gian nhóm cầm đầu tụ điểm trên mở thêm một chi nhánh tổ hợp massage karaoke khách sạn Fortune ở số 700 Trần Hưng Đạo, phường 2 quận 5. Khách đến chơi tại hai tổ hợp ăn chơi này sẽ có các dịch vụ đặc biệt như karaoke, nữ nhân viên múa, chào mời tiếp khách không lành mạnh và chứa chấp sử dụng chất ma túy bài lắc. Qua thời gian dài theo dõi tới mùng 5 tháng 1, trinh sát PC02 và công an quận 5 ập vào kiểm tra tổ hợp massage karaoke, khách sạn Fortune bắt quả tang ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi quan hệ. Các cô gái khai làm việc dưới sự quản lý của Dương Thị Bích Như, 34 tuổi quê Kiên Giang, ngụ quận tư thành phố Hồ Chí Minh với giá là 4 triệu đồng một lượt, nếu qua đêm là 8 triệu đồng. Từ lời khai công an làm việc với Dương Thị Bích Như và đưa 172 người, 106 nhân viên và 66 khách, trong đó có 22 khách là người nước ngoài về trụ sở làm việc. Theo lực lượng chức năng, Nguyễn Minh Thông, 42 tuổi, Lê Thị Ngọc Hiền, hay gọi là Oanh Lớn và Nguyễn Trịnh Chí Phong, 50 tuổi, điều hành hoạt động tổ hợp ở quận 5. Trong đó, Thông làm trưởng ban quản lý karaoke, trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Hiền làm tổng quản lý má mì, có nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo khoảng 15 má mì cấp dưới, thực hiện môi giới chứa khoảng 150 nữ tiếp viên. Phong trực tiếp tham gia điều hành cơ sở. Công an xác định, ở cả hai tổ hợp, nếu là khách quen đến chơi, các nữ nhân viên sẽ chào mời, khách có nhu cầu mua thì liên hệ với các má mì. Các má mì sau đó sẽ hướng dẫn khách nhận phòng ngay trong tổ hợp, thanh toán 1 triệu đồng tiền phòng bằng cách chuyển khoản hoặc tính vào hóa đơn. Tiền vui vẻ có giá 4 triệu đồng một lượt và 8 triệu đồng nếu qua đêm. Khách nếu muốn vui vẻ bên ngoài tổ hợp thì phải liên hệ với má mì trực bàn để báo lại cho cấp trên là Hiền và Thông. Tuy nhiên chỉ những khách mối mới được ưu đãi này. Ngoài ra, nếu khách có nhu cầu nghe nhạc để bay lát, sử dụng ma túy thì được nhân viên mở nhạc phục vụ. Hàng ngày Hiền ở nhà tại một chung cư ở phường 12 quận 10 để điều hành đường dây từ xa. Hiền lập nhiều nhóm Zalo, mạng xã hội và dùng tiếng lóng để chỉ đạo bán dâm như chào bàn, đi ăn, các đối tượng dạy các nữ tiếp viên phải giấu điện thoại so với các ứng dụng mạng xã hội, khai tự, thỏa thuận, mua bán với khách trong trường hợp bị công an phát hiện. Quá trình điều tra, công an cho biết các đối tượng hoạt động kính kẻ, không nhận bài lắc, mua bán qua điện thoại. Để an toàn, các đối tượng chỉ nhận phục vụ những khách quen và khách nước ngoài đi du lịch theo tour hiện nay các hoạt động không lành mạnh núp bóng các tụ điểm giải trí đang diễn ra khá phổ biến thực tế cơ quan chức năng đã phá được hàng loạt vụ án liên quan và bắt nhiều đối tượng cụm cán trong các đường dây này hy vọng trong thời gian tới lực lượng chức năng sẽ thu lưới quét sạch nhiều vụ án hơn nữa đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn